Ngày 10 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức cuộc thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí đã đề cập đến ý nghĩa lịch sử trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là đợt sinh hoạt chính trị, vừa là nơi các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên được thể hiện những quan điểm của mình về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí mong rằng ban giám khảo cuộc thi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực lựa chọn ra những thí sinh thật sự xuất sắc đi thi tại tỉnh. Các thí sinh tham gia dự thi phải thực sự bình tĩnh, tự tin, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về giá trị lý luận và thực tiễn trong bản di chúc thiêng liêng của Bác, đồng thời lồng ghép vận dụng linh hoạt vào thực tiễn của địa phương đơn vị mình. Sau một ngày diễn ra cuộc thi, với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, các thí sinh tham gia đã thể hiện tình cảm, sự hiểu biết sâu sắc về giá trị lý luận và thực tiễn trong bản di chúc thiêng liêng của Bác, đồng thời đã lồng ghép vận dụng linh hoạt vào thực tiễn của địa phương, đơn vị mình và của chính mình. Cuộc thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh Thanh Hóa phát động từ tháng 6 năm 2019. Đây là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm ôn lại khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của di chúc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Ngọc Lặc nói riêng. Qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thông qua cuộc thi, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện, quyết tâm thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt giải. Thí sinh đạt giải nhất cuộc thi là Nguyễn Thị Hồng, đảng ủy thị trấn Ngọc Lặc.